Cá nhiều lắm anh em ạ. Cá trắng rồi. Ý, thật chứ nhiều lắm mấy con đấy. Mấy anh em vẫn chưa lên anh em ạ. Hôm nay mình lên sớm. Vẫn mưa anh em nhá, khảm. Không biết có vận chuyển cá về được không. Phải lắp xích như kiểu xe của anh Tâm kia mới ra mới được. Ao to ấy, nuôi sướng thật anh em ạ. Với nuôi được vịt đấy. Chứ em mình nuôi ở ao chung ấy thì, chứ ao chung của anh em mình ấy thì khó anh em ạ. Vì xa nhà mình thả bao nhiêu thì nó không đảm bảo mấy. Mình em nó trong bản cũng có người có kích ấy. Họ cứ kích chơi chơi cá chết hết, không ăn thua. Giờ mình thiết kế là cái ao gần nhà rồi. Thích thật. Đam mê nuôi cá từ nhỏ anh em ạ. Hồi xưa mình đi học ấy, bố mình toàn nuôi cá, nuôi cá rồi bán cá để lấy tiền đi học. Ngày xưa ở trên mình nó khó khăn hơn trên này ấy. Cà phê thì mãi sau này mới trồng, cứ năm bán được vài triệu, mấy triệu ấy. Và nói chung là thời đấy thì nước nó sạch anh em ạ, nước sạch, có nước mó nhiều, rừng vẫn còn nhiều. Với mọi người toàn trồng sắn, trồng ngô cho nên là nuôi cá chấm rất là dễ dàng luôn, bây giờ thì khó hơn rồi. Bây giờ đa số chỉ nuôi để ăn thôi, chứ chả ai nuôi tính để bán lấy kinh tế rồi. Đến đây xin ông mãi ông mới bán cho đấy nhỉ, vì con cá của ông cũng đang trong tầm lớn ấy. 1-2 cân tầm nhỡ nhỡ thôi. Ấy ui dồi ôi, thấy chưa anh em, thấy chưa. Ấy tầm nhỡ nhỡ này. Cùng ao rộng rộng lắm. Ông chăm ghê lắm, ngày nào ông cũng hai gánh cỏ anh em ạ. Ông bảo là ông có hai con trâu với thì hai con bò với ao cá này nữa. Ông bảo là số lượng cỏ ông ngồi cắt về thì phải tương đương với 5 con bò nhá anh em nhá. 3 con bò có nghĩa là ở trong ao này là tương đương với 3 con bò đừng ăn cỏ ấy. Thế là ăn chưa đủ no đâu. Úi còn kìa, điều vàng to chưa anh em. Con cá này nó treo đồi lên này. Đây, nó muốn lên trên này đấy. Ấy 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 chờ. Nhanh rồi anh em. Thơm kiếm mồi ăn sáng em về nha. Lấy 1-2 con về nướng mọi ăn anh em ạ. Ui 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 ui. Ôi già mất rồi. Ra già. Khốn thế nhỉ.
không con. Ăn chưa? Ăn rồi. Ra được á? Vẫn ra được. Đây, bác Khánh đã đến. Buộc một phát. Chú Dũng đã đến. Chú Dũng blog. Hôm qua nghe nói kiếm ác à? Làm hồ à? Dũng hôm qua đi họp lớp mà anh em. Anh khụt làm lớp phó lao động mà chửi lớp trưởng á? Láo thế nhở? Nó lấy hết. Thế bảo nó lên đây mua ít cá nó không lên chứ. Chưa cạn mấy kìa. Nó ăn hết. Chắc nó có lên đâu. Hay quá rồi. Nướng mò. Đi đợi. Con nè. Con. Anh. Splo. Em thơ mà đã bắt đầu. Úi da. Chú Dũng. Quá mỏi. Mỏi. Rocky mỏi. Bạn nói gần nhất rồi đó. Ôi em thơm gì bạn? Đi luôn. Nó nó bốc phốc không à? Ui. Con này tầm mấy cân cho Dũng? Hơn cân thôi nhờ. Con này tầm 2 cân rưỡi. Đấy, con đấy mới là đẹp đấy. Đây. Bỏ con cá, bỏ con mè, con này ra thôi, con rô ra thôi. Mọi ăn nó khá nhỉ. Rồi chuẩn bị cắt cơn anh em nhá. Ăn sáng với anh em mình anh em ơi. Mời tất cả anh em nhá. Cá mọi anh em ạ. Cá cá vượng. Cá vượng à? Ông. Đây bố ơi. Vào đây. Máy. Ở đây. Đấy cây mì chính đúng không? Ờ cây mì chính. Cái này cây chú anh thích nhất à? Ờ. 500 chấm nữa. Chéo. Chú anh thích cây này hơn cả vợ chứ? Ừ. Sợ. Sợ. Sợ gì? Mình ăn cái này đi, ăn cái này không nó không chín này không ai ăn được. Hôm qua chú Dũng không lên thì bu của tái rồi mà. Chết chín. Chín gì cái này ăn tái mà cua nguyên bản mà đi. Ao thứ ra phải có cá đốt anh em ạ. Béo nhỉ? Ông nuôi được cá béo ác. Anh em chưa ăn bả nha, cái tặng. Uống món nữa bác Sơn thắng con ăn. Ông giờ dân nuôi cá mà cho anh. Có phải dân chơi như anh em mình không? Nghề của ông thì ở đâu đúng không? Nuôi cá và nuôi bò. Đúng là như em mới. Không phải như em mới. Có phải ai cũng như mình đâu. Hôm qua bố bị ác mà. Nghề chín nửa sống. Ngon mà. Ngon nhỉ? Ngon chứ. Cá mà ngon thì tự nhiên ngon, ngon. Cá béo. Anh Tâm vào ăn đấy. Đi lại hoa ở trong mặt lắm. Xuống cái hộp mình hết cái này. 1m50 thì chỉ ván để thôi đúng không? Sáng tao bạn ông. Kẹp nó. Má anh mà xin ra này đâu. Quá xuống đâu. Chết. Kính rồi. Trứng của nó một nửa chưa gì vẫn còn màu ấy. Em thơm lên đi ơ. Nếu mà nó lên chín thì chắc đi rồi đây. Lên trứng kia đi. Ăn để lên đẳng cấp. Tiếc hôm nay anh cấp mình không lên nhỉ? Thì nào mau hay ngao lào quá. Đi đón anh ấy đi. Ông anh đi đón đi. Anh phải toàn ra chứ. Anh đi đón đi. Anh đi đâu á? Thế không bảo chú mà.
Cáp thì chiêu này. Cắm cái này chiêu này, rồi riêng cho nó to lắm. Tuần non xuống. Kinh tế cá này xuống thật anh em ạ. Ấy, phụt phụt phụt. Vẫn được. Lấy, 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 lấy. Số chết, một phát cho nó hết ao thì làm sao mà hết được. Đấy. Ôi, 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 đừng, 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 đừng. Vào, vào, vào. Con đấy ngon đấy. Trắng ăn nhờ, cá, cá ở đây. Dồn dồn dồn. Nay bật quạt ấy ra ô, số túc thủ rồi và nay. Chú ơi. Qua mà phạt. Nó phải nó chọi nó phải lượn con đấy. Con hè túc thủ mà thôi. Ờ, bắt cọ cá chấm. Hay cá chấm trước đi. Ưu tiên cá chấm trước đi. Đi, chúng tôi này bác Khánh. Cứ rú. Bắt bắt bắt. Cao liếng mà là cao hoa trơn còn liếng của loài thôi liếng mà cơ bớt sẽ có hôm này cái loài là còn liếng vừa cái nào ăn thua thán á. Ngày đầu tiên được 3 con chấm nó ra hết anh em ạ, vì ao này nông quá rồi. Đấy mẹ này này. Khả năng là mình chơi mẹ này là cá chấm đủ rồi đấy. Cho anh nhờ. Ao nhỏ à. Ao mình yếu để giống cho bạn. Như vịt gió giống như mình đỡ phải sang nhà sang bên kia. Đi tiêm là ổn lắm. Phát này thì thôi, không từ hôm nay trở đi không sang bên kia nữa. Ờ. Phát này rồi phát nữa. Ồ. Oh. Phát này được rồi. Có đỉnh cao. Đỉnh. Đỉnh của chó. Đỉnh của trống xét. Em tên là Sóc. Đi xô xô. Lán ác nó, y nộ. Hồi nay em có lạnh hả? Có lạnh, khoát có lạnh. Chịu nhỉ, cá chép nhỉ, khôn nhỉ. Khôn lòi ác nhỉ, cá chép này. Mà phải. Ô, ý đây nó, phải này nó.
kéo tụt chủng của co cỡ rồi cái cỏ rồi qua đây vẫn giỏi hơn cả nay rồi quá giỏi cơ, quá giỏi, tiền thì giỏi, này, cảm ơn, tay em, giỏi lắm, vô, đấy, đấy, tám tôi đi thôi, quên đi. Lũ à, lũ em nó vào, em mới vào. Một con to. Con gân phải, con gân phải. Để nó vô như là chín cám cơ. Đúng rồi. Ấy, sao mất luôn? Kia, một bất tài rồi đấy. Thế này, đi mới biết tay rồi. Anh ấy cũng có bấy cái này. Tôi tô mất rồi đấy. Nè, rất no đấy con ạ. Tí nữa tủ có đi. Ba, chạm con được ạ. Được à? Được không? Rút nọ con ạ. Rút nọ á? Cái này á? Đưa vàng to cho nhau. Khỏe lắm. Đấy. Ok rồi, cá chấm bằng này đủ chăm sóc rồi anh em ạ. Ao mình nhỏ mà. Tải đi, bình lấy tải đi. Lấy tải đi nhưng mà để tí mình lấy xe mình thôi. Không quen xe. Thế mà lười đó nó. Cá nhỏ con này này, để ấy. Vì làm mầm nhá nhá nhá. Đây, là đang lấy một ít tôm để tí làm gỏi nhá các bạn nhá. Bà bảo là bà chỉ ăn được gỏi tôm thôi, gỏi cá thì tanh và không ăn được các bạn ạ. À vậy? Đâu để chú làm cho. Thanh niên cháu nhà ông Trơn này ai cũng cao to hết nhở? Ừ. Mỗi thanh niên kia là còn nhỏ nên chưa biết cao to. Con rể của ông Trơn còn biết sóc đĩa cơ mà. Anh cướp gì? Cờ bạc các kiểu mà. À có nghĩa là bạn thân cho anh đúng không? Ờ ngày xưa sóc ác tranh nhau mở bát mà. Vớ ra hết kết. Tí chú nướng cho nhá. Tí đợi ăn nhá. Rồi, chiến cái kia luôn à. Bong bóng luôn à. Mẹ đâu? Mẹ cháu đâu? Ở ấy à? Ở sông Mã hay ở chỗ cô? Thôi mẹ ở thôi. Chứ anh toàn hỏi mẹ. Ừ. Cha không hỏi, toàn hỏi mẹ. Sợ. Mẹ như mẹ ở sông Mã hay sông Cô Ký nhỉ? Mẹ ở trường Mã, ở trường Ban thôi. Làm gì? Chú đi với bà này. À. Áo tăng là mà má đây này. À. Ở đây bảo mẹ sông sông Mã lên đây gặp chú anh đi. Sợ. Ở trong mẹ còn tơ lắm ấy. Căng nhỉ. Sợ gặp chú anh rồi. Bảo mẹ ở sông Mã lên mang xoài lên đi. Có thì ngọt thôi. Anh đem đi ấm mình ra nào. Ừ. Ấy, cả đốt. Hắn ấm ấm trên đây đó. Ăn cái hắn ấm nó cả vợ ấm. Con lúc áp vào thành như nó không còn nhau nó cảm ơn. Vẫn cá đốt anh em ạ. Còn tái. Tái thế nhỉ. Những quả vừa của nát bó nó tổ chín ấy. Chín thì luôn hóa vô cơn nó phá đi. Chiến bóng bóng nó xem nào. Ui. Cái trứng đi cho anh. Hả? Ừ. Ôi, ném trứng à? Bong bóng ném trứng. Xô nhỏ. Cho quả chú anh mãi đi. Đặc sản của chú anh giống như chú nói. Chú anh đúng. Chú Dũng chuẩn bị quả ớt tươi cho chú anh đi. Chỉ có chú anh ăn được. Mời tất cả anh em nhá, trứng tái với cả bong bóng tái. Mời tất cả anh em hơi tanh. Đây vào cho hai quả đi. Tanh đi. Tanh đây. Ba quả đi. Đây quả này cho chiến cho. Quá ngợi. Giòn giòn. Đó là đặc sản của chú anh. Mật đấy là lạc sản chú anh. Chú anh gọi cho mình bảo là có lạc sản nhưng mà chú anh. Xong anh em nhá, cả anh em mình được cũng khá khá rồi đấy. Mấy chuyến rồi. Giờ anh em mình sẽ về nhà chung. Xem cá của anh em mình tình hình thế nào. Chết hay sống. Chết làm mầm ăn. Khổ gì ta. Và bây giờ là anh em mình chuẩn bị làm gỏi cá ăn nhá anh em nhá. Hôm nay thả cá cũng được khá giống rồi. Mấy chục cân anh em ạ. 6-70 cân. Ao anh em mình ao nhỏ thì bằng đấy thôi. Thả bằng đấy trước.
Để bữa trưa của anh em mình là chơi con mè to anh em nhá. Quá mượn luôn con này. Mè này mè đầu to đúng không? Ờ, con này mè. Mè thường à? Ao này chưa có mè thì hôm nào mình phải đi lấy ít mè về ăn thịt thả. Anh em hay thích ăn cá mè đúng không? Ừ, thích ăn gỏi cá mè ấy. Ao trên không có cá mè vừa vừa gì nhỉ đúng không? Không có. Làm một nửa thôi nhờ. Ừ, nửa đó. Thì mình tính ra mình ăn cá đốt nhiều rồi, no rồi anh em ạ. Đấy. Giống anh em ạ. Làm giống. Nhảy từ A Bắc Phong sang cá rô phi. Một hai con thôi nhỉ. Còn giống như anh em nhá, không ăn nhá. Để nó nhiều ra anh em mình thích ăn thì cho vào ao này thôi. Cám vịt ấy không biết con cá nó có ăn không nhỉ? Cám vịt ấy hôm nào mình mua con gỗ về nuôi ấy, mình mua hẳn hơn yến cá về, bây giờ không ăn để đấy chắc không nào. Một nửa anh em mình sẽ nướng ăn nha các bạn nhé. Còn một nửa anh em mình làm một gọi. Anh ở đây mang cái nồi này cho nước vào, cho lên đi. Nước anh em ạ. Anh em ăn cũng no rồi, mình nướng một thôi. Ui, con gì kì... bầu vào tubi đấy kìa. Sợ nhờ con này ấy. Ui, mắt to thế. Đấy gì con? Xe của con đi. Ở trên nhà hay sao ấy? Đi ở trên nhà ấy, ở trên nhà ấy. Đến xem này. Bây giờ em đến đâu rồi? Cá mè làm gỏi là ngon nhất, béo. Rồi. Ao mà không có gọi cá anh em mình vứt anh em ạ. Ao to thì hôm nay là mẻ cá thứ ba của anh em mình đấy. Mẻ đầu tiên là cá bột, cá nhỏ bằng ngón tay này. Mẻ thứ hai cũng cá ngón tay anh em ạ. Mẻ thứ này mới là cá to. Mẻ này thì quá ok. Để tầm 2 tháng là anh em mình dùng câu thoải mái rồi. Mai kia mà mai chua anh em nha. Mai về ra rồi. Ở đâu mang sợ lắm nghiện nó cho chứ. Bác Khánh thích ba nó không? Không, bác Khánh về. Anh em xem mấy video của anh em, mình không ở nhà, anh em tự đi quay ấy, bảo độ này ăn vị chính ác vào thế này. Cho hơi quá thật, hôm đấy cho hơi quá. Bằng một người ăn cả một tháng vào thế mà anh em cho ấy. Có một anh comment bảo là bằng tôi ăn cả một tháng vào thế. Vâng, anh em ăn vị chính nhá. Anh ấy chắc ăn mỗi vừa một hạt. Có người còn muốn ăn không? Bố chú điên phở em điên phở. Bảo ghém nhưng mà chú anh thích trộn anh em ạ. Chú anh hệ trộn anh em nha. Ô lê cho cái lê. Cái lê cái gì? Nó sẽ rơi đấy. Cá gọi như này thì anh em xin lỗi đi đúng không? Xin lỗi tí nhiều xin lỗi em đi. Ờ, cá ao béo kinh khủng luôn. Man vào thôi. Thế thôi, rồi. Nó sắp rơi hết rồi chú ơi. Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em đi. Chín rồi, chưa chín à? Đông chín. Quá là ok bác Khánh ạ. Bác Khánh biết hát ra ngay mà. Thôi cá còi. Biết hát ra ngay. Ôi cái này thì ăn như thế này thì còn hát hay. Ngày xưa bác học trường cao đẳng y tế ở Sơn La và người sợ. Mời anh em ăn cơm cùng đi. Bác Khánh ra thôi, cùng cho anh đi. Gọi cá ngon cho anh em. Gọi cá mừng áo mới anh em ạ. Rửa chén à? Đâu. À rửa thật cho. Một trái tu vi đi.
Có bị uống rượu không? Có. Nó tập ăn vịt và uống rượu. Con ăn rượu đúng không? Ừ. Rồi em mới. Thôi thì nghỉ vào. Rồi mời anh em đi nhờ. Mời tất cả anh em nhá. Mời anh em nhá. Chúc cá mau ăn trong lớn khỏe cũng lớn nhá. Chúc khỏe cá nhá. Cá mạnh khỏe nhá cá nhá. Mai kia cho anh mới làm việc với nó. Mai kia anh em mình chắc phải quên phải tìm cỏ vào nhiều ấy. Bây giờ mà mưa xuống anh em Đi lấy cỏ, đi lấy cỏ. Em Thơm gần ao thì chịu khó vào thôi. Khó đúng rồi. Ai gần ai cũng phải chịu khó trước này. Em Thơm quả này mệt tí trông rồi đấy. Mai kia chú đây dơm ở trường mai lên. Các cụ ngày xưa nói rồi, gần lửa thì nóng, gần đòn là thì đau. Thôi. Để cả nhà anh em nhá. Thôi anh em đi. Mời anh em đi nhá. Khỏi uống đi. Khỏi đi. Thế chú Dũng ạ. Rồi mời cả anh em nhá. Đây anh em ạ. Ôi đi. Quá tuyệt vời. Trên cả bầu trời anh em ạ. Nó là em đỉnh. Ơi, quê của chú anh có cả Khánh à, tên Khánh à, gọi là bầu trời à, Khánh bầu trời à, không xong rồi những người kia rồi. Mời anh em nhá. Thế à, anh kia bị náo rồi sao ấy. Ôi mời tất cả anh em nhá. Ôi cho anh mắt ăn đi. Mời anh em nhá. Mời tất cả anh em nhá. Miếng to nó hộp mì chiên em cá mè. Mời tất cả anh em nhá. Em cá mè chiên, em cá mè lên, em cá mè cắt con, em cá mè lên em nó. Ủa em nó người ăn ngon lắm. Mùi ôi xuống cho em Thơm cá sướng em Thơm sướng béo nơi anh em ạ. Cá béo quá ngợi luôn. Đói, ăn như này gọi là ăn này anh em ạ. Đấy nó tự dính mà. Nó tự dính. Tự dính anh em ạ. Dùng ra đi. Tự dính thôi à? Nó đi rồi à? Không, ở đấy rồi. Lười đi rửa tay đúng không? Vâng. Không rửa tay. Vâng. 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 Rửa tay ác Vương Thiên này. Ôi. Ôi bia ơi, mình có thể ăn đấy ngã. Ừ. Anh cái gì ra? Rơi đấy. Ừ, thịt mà. Xuống em ạ. Rơi à? Không. Sao để đấy? Để. Có một con cá. À, thử cái này. Nó ăn cái này. Xuống nhỉ? Xuống nhá. Ngon. Ngon. Hôm nay ngon nhỉ? Măng chua cũng vừa. Măng chua ngon. Bùi ấp, bùi. Ngợi nhỉ? Ngon, ngợi. Chúng làm ngon lắm. Lâu ngày mới được ăn. Lâu rồi không được ăn ấy, ngon. Đã nghe 3 ngày ăn một lần rồi nhỉ? Giòn đấy, giòn. Không được ao có cá to thì thoải mái đúng không? Bao lâu một lần? Ngao đầu là sang nhà xuống luôn đấy bác anh nhá. Nghe cho anh xuống nhá, nhắn tin xuống là xuống luôn. Mà khai mì có uống rượu mà ngon. Kiêng rồi đúng không? To xuống anh em ạ. Rồi. Mời anh em lên. Chiên em nó. Ăn nướng đi, ông béo ăn nè. Ăn nướng bình tộp. Nướng trong các loại nướng. Ôi, một miếng rồi. Nướng to quá anh em ạ. Đấy, nắng này trang trang lên rồi đấy. Mưa nắng đều ăn nhỉ? Thời tiết này á. Nó trời mà. Thế gọi là thời tiết này. Đúng rồi. Em Thơm cứ nhà đi nhà lại quên lá phát bang. Này. Chắc phải đi đấy em Thơm ạ. Giờ này còn thấy cái gì nữa. Chú Dũng vào vườn thì chú cũng thấy rồi chú. Không ăn quen thôi. Ui bảo chát quá nhỉ. Chát quá. Ăn thơm ấm ngon. Ngon. Cá này béo rồi. Cá bình tộp rồi nhỉ ạ. Đó là chú anh thải hết đúng không? Chỉ để lại có một con thôi đúng không? Đúng rồi. Thải rất tỉnh ra hết mà. Nóng hè bố ơi. Trời nóng mà. Mùa hè mà con. Mùa đông thì mát mẻ, mùa hè nóng được mà. Đi bàn ban. Ừ.
Có sống phết nhỉ. Ơi con này, quá, ngon lắm, cay sướng thật. Cay nó mới sướng đúng không? Ngon, được món này. Ôi, em ạ. 95 điểm cho tôi Dũng chế. Được. Anh em cũng chế chứ. Sợ này. Sợ quá. Sợ gì ăn hết. Mạnh lên đây em Thơm. Ướt cay quá. Thế này á? Đây chú còn làm hết quả nữa này này. Làm quả ớt đây. Quả này mất ngon. Đó. Em Thơm mà mất ngon thì thế bọn chú chẳng gì ngon gì nữa. Buồn rồi đấy. Ờ, em Thơm mà mất ngon thì anh em buồn rồi. Cay quá. Buồn con bà bả thôi. Mình bây giờ chỉ khóc thôi đúng không? Ừ. Khóc ra tiếng trẻ thơ rồi. Alo mẹ. Miếng to này nó gọi cá nó mới xuống em ạ. Hộp hàng mỏi. Ăn như thế nó mới ngon, bởi vì mỏ mình cũng to mà. Đấy rồi. Không thì nó không đầy được cái cảm giác nó kiểu quen rồi ấy. Ừ. Miếng bé như kiểu nó không đủ để xỉa răng. Ừ. Nó không đủ ấy. Ừ. Không đủ để dính. Vậy à. Giống như kiểu nó không dính răng gì. Đúng rồi. Nó vào một phát luôn, tuột vào luôn đấy. Buồn. Ừ, con nhà nông em thơm. Ừ. Chuẩn. Rồi. Ớt hơi cay. Ớt thì chẳng cay. Không cho vào hai quả mà. Ừ. À, kém thêm cái gì? Cay thì bình thường, nó phải cay. Ừ. Nó phải cay rồi cú ra chứ. Mình kém ăn thì nó cay thì tại mình thôi. Do mình thôi. Ừ. Cay thì do ớt thôi. Ừ. Tại cái mồm mình ấy. Ừ. Đấy, ăn đi bà Khánh này. Thịt nhiều lắm rồi em ạ. Đấy. Mạnh vào đây, mạnh mồm vào đây. Ừ. Anh em mạnh mồm vào đây. Anh em mình chỉ nửa con cá mè thôi nhỉ mà. Nhiều nhân phết. Con bằng cá to. Ớt này ai trồng ấy? Ăn Thơm trồng hay là bà Ngược ấy? Bà Ngược ăn Thơm thì bao giờ rất khó. Bà già thế thế mà chắc bà Ngược chắc nóng tính ác ấy nhỉ? Nó đúng không? Nóng cay quá. Ờ cay. Nếu mà ai trồng thì nó cay thì ấy à? Nóng tính à? Nóng tính lắm. Lại thế nhỉ? Ừ. Mình cũng không hiểu bác Khánh. Bình thường bà vẫn là lạnh tính mà. Ừ. Mà nóng ra bà già vẫn lạnh tính lắm, mát tính lắm. Ừ. Ngoài nóng ra đúng không? Bà vẫn mát mà. Hôm nay thấy bà đi lên nhà mới ấy. Đấy. Của anh Khải ấy thì à. Khải anh ấy mát tính lắm, mát rượi rượi. Cười ác à. Hôm nay lên nhà ấy là bác Khải Thiên mà. Khải Thiên á? Thiên Khải. Bố Khải Thiên kia. À. Thiên Khải gì? Vương Khải Thiên. À, Vương Khải Thiên. Vương Khải Anh. Vương Hái Anh cái gì? Ừ. Đúng rồi. Nhà Hái Anh. Nghe cái từ tên là anh sợ nhỉ? Ừ, sợ. Sao thế gian ấy? Sao nó đặt tên anh làm cái gì? Ừ. Chẳng được việc gì. Nó phí của phí rồi. Phí rồi. Là tên khác đi, Dũng hay là Thơm đi đúng không? Đấy đúng rồi. Anh nó cũng phức đi ra luôn. Thầy Phú của mình, thầy Phú của mình cũng có tên ở nhà gọi là thằng Anh đúng không? Ừ. Thế đợt mà chú Dũng bảo với chú Anh bảo với chú Dũng bà có con trai sẽ đặt tên là Lò Dũng. Ờ. À. Lò Văn Dũng. Lò Thiên Dũng. Tình hình thế nào vậy? Rõ ràng rồi. Lò Văn Dũng. Bây giờ thì... Nó chưa hổ. Chưa à? Ừ.
chú Dũng chưa? Bây giờ có. Mình thì sẵn sàng đấy, nhưng mà chú Dũng chưa mà. Chưa. Phải chờ chú Dũng. Úi giời ơi. Rồi, to lắm hợp mình anh em ạ. Tha mỏ mới nhá. Thế chú Dũng sẽ đặt Vương gì? Vương Anh à? Vương Anh. Tống Anh. À. Sợ. Sao lại phải sợ? Không biết thời gian thì chú Dũng ăn nói sợ. Thế họ Hoàng ở trên TikTok của chú Anh ấy, nhìn chú Anh ăn cá chê, à cá cá trạch gọi cá nhảy kinh nhờ. Trời to ác nhờ. Ăn. Ăn với nhà bố vợ mà. À ăn với anh Kim đúng không? Ờ anh với anh Kiên Chim đúng không? Anh Kiên Chim đúng rồi, chuẩn. Chim chào màu nhỏ ấy. Thế ông vẫn còn nhớ là nhìn thấy trước đúng không? Ờ nó bảo ôi khẩn nó thấy sau. Bố thấy trước bố phải lấy chứ mà thì. Thế đâu? Bố đi ngang qua bố thấy bố phải lấy. Thế có bảo là thằng đó nó kéo rồi kéo ra kéo quần kéo áo đi theo ấy. Ờ. Không nhà cho nó con nào rồi đấy. Ừ. Rồi đấy kéo áo đi không nhà không tháo không nhà chứ không vẫn cứ kéo một mạch đi chứ không bỏ hẳn không? Kéo như kiểu kéo bò kéo xe đúng không? Kéo kéo ấy. Chắc là Kiên Chim kia nó cũng nghĩ là ôi mày cứ kéo mãi mày cũng không kéo được tao chắc bảo thế nhỉ. Kéo thì do phí sức của mày mà thế. Mày chắc mày kéo cả đời mày chẳng thắng tao không thắng được. Bây giờ xem nha. Ờ. Bây giờ ông thì ông ấy rồi. Ông bệnh tật nhiều thì chắc yếu rồi đúng không? Cả nhà nhiều. Và thứ hai nữa nó già đi đúng không? Thôi bây giờ là anh em mình xem tiếp video của anh em tại đây anh em nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo anh em nhá. Chào anh em nhá.